Bạn Hiền Nguyễn có đặt câu hỏi là nên sơn PU hay là đánh vec ly cho đồ gỗ hả anh? Vâng, để trả lời cho câu hỏi của bạn Hiền Nguyễn này thì trước tiên thì chúng ta cũng tìm hiểu về hai cái chất liệu này cũng như là cái việc đánh vec ly ấy, hay là sơn PU ấy, thì đều là cách phủ bóng và làm đẹp cho đồ gỗ. Mỗi phương thức thì lại có ưu nhược điểm riêng. Đó. Nếu như cái đánh vec ly này thì là cái phương pháp truyền thống của cha ông ta xưa. Còn cái sơn PU thì là cái phương pháp hiện đại, phủ bóng hiện đại. Đó. Thì vec ly là gì? Thì các bạn có thể hiểu đơn giản là vec ly nó là một cái hỗn hợp hòa trộn giữa cánh kiến và cái cồn 90 độ. Và chúng ta sẽ ngâm một thời gian. Thì sau đó hai nguyên liệu này sẽ hòa tan vào nhau và tạo nên một cái dung dịch. Còn nó có màu nâu nhạt. Đó. Thì khi dùng cái dung dịch này phủ lên đồ gỗ thì nó sẽ có một cái ánh vân long lánh rất là đẹp mắt. Và cái lớp vec ly bên ngoài này thì sẽ trở thành một cái bộ áo giáp để bảo vệ cái món đồ tránh khỏi những hiện tượng như là nấm mốc. Từ đó thì tuổi thọ gỗ là cũng kéo dài thêm. Cái đặc điểm nổi bật của vec ly là về cái màu sơn tự nhiên thì nó tôn lên cái vẻ đẹp vốn có của vân gỗ. Vec ly thì nó có màu nâu nhạt giống y hệt cái màu gỗ tự nhiên nên là rất thích hợp để tô điểm cho những món đồ nội thất và đặc biệt là những cái món đồ cổ, đồ có giá trị cao. Đó. Và cái ưu điểm nữa của vec ly này là quý vị sử dụng một thời gian ấy thì nếu muốn làm mới lại ấy, thì là rất dễ, chúng ta có thể sử dụng vec ly và đánh lên trồng những cái lớp cũ này thì nó sẽ cái độ bóng nó sẽ quay trở lại và đặc biệt là nó sẽ bóng thêm rất là nhiều. Tuy nhiên nó có hạn chế là cái gam màu của vec ly này thì nó rất là ít, nó chỉ có 3 màu cơ bản như là màu cánh gián, màu vàng tơ đó, hay là màu nâu gụ, và nó không bền màu quý vị nhá. Nó sẽ bay cái lớp cồn này đi thì nó sẽ nhanh phai đi và một thời gian thì chúng ta sẽ phải làm lại đó. Cũng như là cái kỹ thuật đánh vec ly thì là phải đòi hỏi người thợ có tay nghề cao, nó như là cái giá thành đánh vec ly cũng cao hơn sơn VU quý vị nhá. Giá thành cao hơn này, tuy nhiên là trong thời gian sử dụng thì chúng ta lại phải làm lại, nó sẽ nhanh bay lớp bóng đi đó quý vị nhá, quý vị lưu ý này. Tiếp theo là về cái sơn PU. Thì sơn PU là một cái loại sơn là nó cũng tác dụng là bảo vệ và tạo độ bóng cũng như là giữ màu cho gỗ tự nhiên. Đó, thì cái sơn PU này thì nó lại có nhiều lớp, nó không chỉ có một lớp như vec ly. Nó lại, chúng ta phải làm nhiều công đoạn như là một nước sơn lót này. Đó, chúng ta sẽ phun màu, tỉa màu cho gỗ này. Sau đó thì lại sẽ sơn bóng rất là nhiều công đoạn. Cái đặc điểm nổi bật của sơn PU so với vec ly này thì là sơn PU có lớp phủ nó có dày hơn và có thể chống xước. Đó, lớp bóng rất là dày, chống xước được. Cái màu sắc nó cũng đa dạng hơn. Đó, chúng ta có thể cái màu nó là hóa chất thì có thể pha trộn rất là nhiều màu sắc được. Rất là đa dạng trong sự lựa chọn màu sắc sơn PU của quý nhá. Và cái tính thẩm mỹ nó cũng tương đối là cao. Đó thì bạn có thể đưa ra cái lựa chọn cho gia đình mình để chọn là nên là đánh vec ly hay là sơn PU. Cái lời khuyên của tôi ấy thì là những cái sản phẩm thông thường như là bàn ghế hoặc là những cái đồ dùng phổ thông thì chúng ta nên là sơn PU, bởi vì là nó lâu bền màu và chúng ta không phải làm lại trong một thời gian ngắn, chúng ta không phải làm lại. Nó vào cái độ bóng cao mà nó có thể chống xước cũng như là chống thấm nước tốt hơn vec ly. Cái vec ly thì nó mỏng hơn. Còn nếu mà những cái bác nào mà là thích chơi những cái đồ cổ hoặc là nó giá trị hoặc là chơi đồ gỗ ấy, thì chúng ta sẽ đánh vec ly. Đó, thì sau một thời gian thì cái vec ly thì nó giữ nguyên màu gỗ, nhưng sau một thời gian thì các bác có thể sử dụng vec ly dùng rẻ và để trau chuốt lại cũng được. Chúng ta có thể tự làm được, không cần phải đem ra xưởng. Cái vec ly thì nó làm lại rất dễ thôi. Đó. Tuy nhiên là nó sẽ hơi kỳ công một chút, đó là ý kiến riêng của mỗi người. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Hiền Nguyễn nhé. Chúc cả nhà một buổi tối tốt lành.